Xin chào các bạn. Tiếp tục là một video về bộ môn toán, phần chuỗi số và giải tích. Thì trong video trước mình đã đi về phần chuỗi đan dấu. Và nhìn chung thì có hai cách để xét tính hội tụ phân kỳ của chuỗi đan dấu. Thứ nhất là ta sử dụng hội tụ tuyệt đối, tức là xét trị tuyệt đối của UN. Nếu như cái chuỗi đó mà áp dụng cái trị tuyệt đối vào thì nó sẽ trở thành một cái chuỗi số dương. Từ đó mình sẽ dùng đến những cái công cụ dành riêng cho chuỗi số dương. Năm cái công cụ tiêu chuẩn 1, 2, rồi Cauchy, tích phân, Alembert. Đó, giải như là giải với cả chuỗi số dương thôi. Nhưng mà cách đấy thì có vẻ hơi dài. Thì có một cái tiêu chuẩn khác, đó là tiêu chuẩn Leibniz, thì dùng riêng cho chuỗi đan dấu. Với tiêu chuẩn Leibniz thì mình sẽ xét bằng cách là UN kiểm tra xem nó giới hạn của nó có tiến tới không hay không, và đấy có phải chuỗi giảm hay không. Nếu thỏa mãn cả hai điều kiện trên thì khẳng định nó là chuỗi hội tụ. Và ngoài ra thì có thể sử dụng điều kiện cần để kiểm tra nhanh một chuỗi có phân kỳ. Mình sẽ đi vào một vài ví dụ cho dễ hiểu. Ví dụ 1. Chuỗi 2 đến vô cùng của trừ 1 mũ n tang của 1 trên n. Với chuỗi này ta có UN bằng tang của 1 trên n dương, vì n từ 2 đến vô cùng thì tang của 1 trên n là dương. Giới hạn n tiến đến vô cùng thì là bằng 0, bởi vì 1 trên n lúc đấy bằng 0. Và cuối cùng là ta sẽ xét đạo hàm của UN, chính là đạo hàm của tang này, chính là bằng 1 trên cos bình nhân với trừ 1 trên n bình. Nhìn có thể thấy ngay là cái này âm rồi đúng không? Từ ba cái này ta kết luận được là đây là một chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz. Rất nhanh. Tuy nhiên không phải lúc nào mình cũng dùng được cái Leibniz này. Ví dụ như là chuỗi trừ 1 mũ n nhân cos của 1 trên n khá giống nhưng mà lại khác. Đã hàm cái này lên thì nó ra sin. Vì vậy mình không thể xét được là nó âm hay nó dương. Không thể chứng minh là nó giảm. Không dùng Leibniz được. Ở đây ta sẽ dùng là điều kiện cần. UN bằng cos 1 trên n. Lim của UN khi n tiến đến vô cùng bằng lim của cos 1 trên n. N tiến vô cùng 0, cos 0 bằng 1, khác 0. Suy ra là cái chuỗi đan dấu này là có giới hạn khác 0. Mà giới hạn khác 0 thì suy ra là phân kỳ luôn. Theo điều kiện cần. Rất giống với cả chuỗi dương. Một ví dụ tiếp theo. Trừ 1 mũ n nhân n trên căn 2n bình cộng 1. UN ở đây bằng n trên căn 2n bình cộng 1. Lim của UN sẽ bằng lim của cái này, sẽ bằng lim của chia cả tử và mẫu trong n đã có là căn của 2 cộng 1 trên n bình bằng 1 trên căn 2, cũng khác không. Vậy đương đương tương nhiên là suy ra là phân kỳ rồi. Cũng theo điều kiện cần. Rất nhanh chóng. Không phải phức tạp gì. Chúng ta càng hạn chế sử dụng cái phương pháp đầu tiên, tức là hội tụ tuyệt đối,
càng hạn chế được cái đó thì càng làm nhanh. Tất nhiên nhiều lúc cũng muốn tránh lắm nhưng mà không tránh được. Trừ 1 mũ n trên 2 mũ n cộng sin n. Câu này thì Leibniz được. Tuy nhiên cái đạo hàm nó rất là phức tạp, xét cũng phức tạp luôn. Thế nên là chúng ta hãy thử dùng cái hội tụ tuyệt đối ở đây. Trị tuyệt đối của n bằng trị tuyệt đối của này, tức là bằng 1 trên 2 mũ n cộng sin n. Sin n thì là trừ 1 đến 1, 2 mũ n mà n từ 1 đến vô cùng, tức là 2 mũ n sẽ là bé nhất là 2, chứng tỏ cái mẫu là luôn dương. UN sẽ bằng cái này. Thì ta thấy là nó sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng là 1 trên 2 mũ n cộng 1. Đấy. Cái này thì đương nhiên là tương đương với cả 1 trên 2 mũ n. Mà 1 trên 2 mũ n thì dễ dàng nhận thấy là nó hội tụ theo tiêu chuẩn là Alambre. Đây mình sẽ trình bày hẳn ra vậy. Cái này cho nó bằng VN. Lim của VN cộng 1 trên VN. Lim của 2 mũ N trên 2 mũ cộng 1 bằng 1 phần 2 nhỏ hơn 1. Suy ra chuỗi VN là hội tụ theo chuẩn Alembert. Mà hội tụ mà VN hội tụ thì suy ra là UN cũng hội tụ luôn, trị tuyệt đối của UN cũng hội tụ luôn theo tiêu chuẩn so sánh một định lý kẹp đó. Hội tụ thì suy ra luôn là UN cũng sẽ hội tụ và nó là hội tụ tuyệt đối. Đó. Riêng câu 4 này mà mình sử dụng được cái tiêu chuẩn Alembert thì nó rất là tốt, rất là nhanh. Thế nên là cũng tùy câu. Không phải câu nào cũng dễ, không phải câu nào cũng khó. Với cách áp dụng thì câu nào cũng sẽ rất là nhanh thôi. Đó. Thì hôm nay tạm dừng ở đây.